Thưa sư phụ, Atula thiện và Atula ác có phải là hai tầng trời khác nhau không hay là cùng? Họ cũng cùng sống chung. Hiện giờ chúng ta cũng có Atula ngồi đây nè. Chúng ta cũng đang sống với Atula. Là ba trận lửa nhà mình đó. Đó là Atula đầu thai. Thiệt chứ bộ. Và thằng em của mình nó cũng là Atula đầu thai chung trong nhà. Trong loài thú chua nó thiệt hay giỡn nha. Một đàn chó cũng vậy, nó vừa đẻ ra trong đó cũng có Atula. Cũng có con chó hiền, chó dữ đúng không? Hãy giữ là Atula. Trong chùa cũng có Atula vậy. Trong chùa cũng có dạ so nữa. Dạ so cũng là một loại quỷ. Mấy thầy đa số thời nay dạ so. Thù coi cốt, thù biết. Thì họ cũng là chung giống ta. Coi đây coi mặt đứa nào giống Atula ta. Chưa thấy có ông. Ông nãy đâu ta? Ông mà dở cái nón ra không có cái tóc á. Chính. Ông còn dữ lắm mà. Atula nó khoái nhất là một thứ. À mà nó khoái là đa số là chúng. Khoái gì không biết không? Khoái gái đẹp. À, gái Atula đẹp lắm mà. Thì Atula có thiệt đang sống chung như chúng ta. Những người mình gặp ngoài đường á, mà họ rất là hung dữ, gọi là hung dữ một cách vô cớ là cũng lạ tôi là. Trên trời họ cũng đông, rồi họ cũng đi chiến đấu với thượng đế, con của thượng đế, rồi họ cũng bị sư phụ chém thì cái thân hồn của họ sẽ được tái sanh xuống cõi thấp hơn, hoặc là nếu mà họ chết anh hùng thì họ xin đầu quân qua phía bên chánh, tức là làm thiên tướng, cứ nhảy qua nhảy về. Còn giống như thiên tướng giống như ông Mike Pence đang là đúng, tự nhiên phản 100 thành Atula, tức là giống như bàn tay chúng ta vậy. Phật quỷ đúng không? Cho nên năm thứ ác nó lật chìm xuống, trùm khăn, tuổi giàu có 11 nhà giàu nhất thế giới, rồi bú liềm hiện giờ còn có Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam với Cuba, rồi có phe trùm khăn mà phe khủng bố, rồi tức là năm cái ác. Thì khi năm cái ác nó cũng là Atula. Rồi trong Quốc hội Mỹ mấy cái thằng mà dán nhãn trong ông Trump mà kiếm chuyện ổng tối ngày đó cũng là Atula. Khi tụi nó đi cùng lực. Đó là tại sao á, là còn về mặt đời rồi Mỹ là tự do, Việt Nam Tàu rồi nè, tại sao ông Biden ổng lại thích Trung Cộng, mà tại sao ông Trump lại ghét Trung Cộng? Tại Trung Cộng nó là Atula, nó là quỷ, nó tính theo cái thần hồn, chứ không có tính theo cái danh từ của thế gian gọi là nước tự do, nước cộng sản. Mấy cái đó chỉ nhãn hiệu thôi. Mà khi nó đi thì điên lực, thì tất cả trắng hết. Nước Mỹ sau này Mỹ thâu lợi phẩm, trời ban phong thần. Nước Việt sau này cũng thay đổi, thì nó cùng với một cái thể chế hiền từ thì tự nhiên được quốc tế thừa nhận. Khi mà nước Việt mình nó có 6 triệu chim hiền, tức là chất xám 6 triệu người khắp hải ngoại. Rồi cộng lại với mình có một cái cách làm ăn rất là dễ dãi, không có hố lộ nữa, thì thiếu gì quốc tế, họ cần mình mà. Họ cần mình hơn là mình cần họ. Nước Việt sau này thế giới cần nước Việt hơn là nước Việt cần thế giới nha. Là gì? Thứ nhất, nó mang mấy cái con di mạch, mấy cái điện thoại này sản xuất bên Việt Nam. Thứ nhất là nó biết nước mình là thật thà, không có đi ăn cắp bản quyền như kiểu Trung Cộng, là nó khoái rồi. Và đồng thời cái bàn tay nhỏ bé của chúng ta làm mấy cái này rất là tinh xảo, rất là dễ. Thì con nghĩ nước mình đô la mà trên trời nó rớt xuống,
con lấy thúng mà đi đựng mỗi ngày, không có cần phải đi sanh đẻ bên Đài Loan giùm hay là đi lao động quốc tế nữa. Đó là sự thật. Chỉ cần chúng ta thật thà thôi là nước chúng ta giàu rồi. Chỉ cần những sau này những đứa hồi thiên á, biết sợ nhân quả, tức là biết ăn một đồng hối lộ thì cũng ói ra 1 triệu đồng. Con thấy bao nhiêu mấy đảng viên ăn hối lộ có ông nào sống sung sướng đâu. Thì chúng ta như vậy, chỉ cần không ăn hối lộ thật thà là nước Việt giàu rồi. Không có cần cái đầu của con của ông trời nữa, cũng không cần bề trên giúp nữa. Tôi nói thiệt á, là đã giàu rồi. Huống hồ gì nó ok, người dở làm chuyện dở. Cái dở nhất là mấy con thấy không, cái ghế, cái bàn, đôi muỗng, chiếc nũa, đũa, cái đó dễ làm. Thì người nước mình mà sản xuất đem qua Mỹ bán cho Costco hay Walmart thử. Ở nước mình nhỏ bé, dễ nuôi 100 triệu lắm. Thủ nói 3 năm là hơi lâu á. Có thể 2 năm thôi nước mình giàu rồi. Muôn trùng, nhưng mà quan trọng nhất phải đoàn kết. Mà còn đánh với nhau, hải ngoại đánh quốc nội, quốc gia ghét cộng sản quốc gia cứ qua lợi hoài. Rồi quốc nội quốc ngoại, người Bắc, người Nam, người Trung. Nhưng mà chúng ta mà còn mấy cái đó thì cũng khác nào chúng ta tự giết lẫn nhau sao. Thì thôi bỏ qua, đoàn kết. Chỉ có đoàn kết thật thà, không hối lộ, tiền đô nó rớt như là mưa vậy đó, gọi là mưa đô la. Cái người ăn mày ngồi đây cũng một đống sáng lợi, đống tiền đô rớt. Là tự vì người sau này mình không cho Trung Cộng, không cho Liên Xô vô du lịch nước mình, phải không? Mấy người đó vô kẹo lắm, không có cho bo gì chứ. Tức là nước mình biển á, mở du lịch thì những cái người không biết làm gì á cũng giàu nữa. Là những Âu Châu nè, du lịch nè, Pháp nè, Mỹ nè, Canada qua du lịch, như qua Hawaii hay Bora Bora hay những cái nước Đông Nam Á giống như Bali rồi gì đó, là New Zealand rồi vậy, có phải là giàu không? Thằng Thái Lan nó đâu bằng mình, nó còn xà rong á, mà nó có Phú Kết, rồi nó có gì Batanan gì đó, 2 chỗ du lịch thôi mà nước nó giàu. Mà nhân trí nó đâu có bằng mình đâu. Mình có Phan Thiết nè, mình có Phú Quốc nè, nghe. Mình có những cái bãi biển rất là đẹp ở miền Trung, Nha Trang nè, miền Cát Trắng quê hương rồi nữa, chỗ tuyệt vời. Thường không có rành mấy địa danh phải không? Mà người của chúng ta, không chi là con gái Việt Nam, chỗ đứa nào mặc mấy như là hoa sen. Còn hoa mặc mấy đứa mà như Mã Lai, mấy cái nước mà như chú Hữu đi du lịch ở bên Bora, chỗ nó đen thui à, mặc sờ rong. Con nghĩ, tự vì người ta không có chỗ đi du lịch, người ta mới qua bên đó. Còn qua tới Cancun, trời ơi, mấy ông Mỹ mặc như là thùng phi. Thì con nghĩ nước mình mà mở du lịch thôi là cũng giàu nữa. Thiếu gì? Tại vì á, cái người lãnh đạo dở cho nên dân. Mấy anh lãnh đạo cho bản thân ổng chứ đâu lãnh đạo cho dân đâu. Mấy ông nội mình lãnh đạo cho ổng, về nhà vợ ổng lãnh đạo ổng, cho nên cuối cùng chẳng làm được chứ. Tại mấy ông đảng viên ấy sợ vợ lắm. Tôi lãnh đạo cho phe nhóm tôi về nhà vợ tôi lãnh đạo tôi. Tôi đưa tiền qua Mỹ cho con tôi nó ăn chơi. Cứ thế vậy. Tôi mua ở chức 4 năm hôm nay tôi lên tôi phải sang dưới sang sau tôi lấy vốn lại trước cái đã. Còn chuyện khác tôi tính sao. Cứ thế mà làm hết 4 năm ông này. Tới ông A, tới ông B, tới ông C, hãy cứ mỗi ông 4 năm. Mà xây dòng 50 năm là như 20 ông phải không? Trời, xong nước Việt hôm nay còn có tàu lá chú. Tuột hậu 50 năm. Tuột cũng giống như trên núi mà gớt xuống giống bùng vậy. Chỉ là cái người bị thiệt thòi nhất, tội nghiệp nhất, đó là những cái tuổi bây giờ khoảng 30 cho tới 35 á, lớn lên đâu biết gì bị nhồi sọ. Hôm nay hiểu được á, là mấy đứa khôn nó hiểu được, nó tức. Đúng ra cỡ tuổi tôi ở Mỹ mà tôi học ra trường đại học
là đứa nào cũng có căn nhà đúng không anh? Đứa tệ nhất vừa ra trường pharmacy là cũng có tiệm bán thuốc tây đúng không? Thì Mỹ nó căn bản vậy. Tại sao tôi lớn lên trong một quốc gia tôi là bông sen mà tôi cắm vô nó, à tôi cắm bảy chậu, tôi cắm sình non gì, cái này cắm trên đá, trên cát, nó không có mọc được. Thì những cái tuổi đó hoàn đàn quán ức, họ không có cơ hội để mà có một cuộc sống. Đẻ con ra cũng không có sữa thiệt đúng, sữa Việt Nam cũng làm sữa giả, bởi tôi thấy nó làm sữa giả. Thiệt là tội nghiệp. Cho nên 10 cái tiếng nói của Thiên Nói Kiệt Official là từ 19 tới 45, cột trụ quốc gia, tương lai của họ. Nhưng mà họ có muốn có cái tương lai, họ cũng không có làm gì được. Cũng giống như đám gà, đám vịt bị nhốt trong lòng vậy đó. Con này đạp qua con kia, đến mòn mỏi mệt, thiếu ăn, thiếu uống, thiếu thuốc. Rồi chết ở trong chuồng vậy. Con nào chết thì dục ra chôn thôi. Thì cái những cái thế hệ Việt Nam hiện giờ sống là giống vậy. Đang chờ. Chờ ngọn gió đổi thay. Kỳ này Vanessa gán ca bạn đó. Ngọn gió đổi thay. Vanessa ngồi đó kìa. Hãy làm ngọn gió đổi thôi. Chú già rồi, chú cũng chẳng có gì thế gian tại dù chỉ là lo thôi. Còn phần chú hữu thì ở quả đi cầu này ai hiểu được thì có phước, còn không hiểu được thì thôi chờ kiếp sau hiểu đi. Đi dài dòng đi hả hiểu. Chứ còn những cái thành tinh kia, những cái thành tinh trên trời á, họ hiền hòa hơn, họ không có lì lợm cứng đầu. Còn này mình nói trúng thì họ cũng chửi, mà nói sai họ chửi nhiều hơn, kiểu nào cũng bị chửi. Mình biết được thiên cơ, có con trời nói chuyện thiên cơ cho mình biết, thì mình biết được ngày giờ chuyện gì sắp xảy ra. Biết được thiên cơ thì vận dụng thiên cơ, vận dụng cơ trời để mà biết được cơ đồ, biết được quốc gia mình tương lai sẽ về đâu, vận dụng cơ đồ tương lai để mình lo cho con cháu của mình để mà nó có tương lai, có hạnh phúc. Đó là một điều ai mà hiểu được phải cảm ơn Thiên Tướng Kiệt này mới đúng. Tại vì nói thiên cơ mà không có nhận của ai xem nào. Cho miễn phí không à. Cậu những cái information quan trọng lắm á. Con coi phim Điệp Viên 007, phim KGB là tổng cục 2 của Việt Nam đại khái đi tình báo qua Nam gì đi, mà nó mà tìm được một tin tức á của một người nào á, hey 1 triệu đi tao đưa mày cái tin tức này. Giờ lúc tin tức chỉ có 1 chữ chứ đừng lên chi 3 chữ. Còn bữa giờ á anh kêu con bữa giờ chứ hộ lên mạng nói cả mấy tỷ chữ luôn á, mà đứa con này nó tặng cái này không có được đồng nào hết. Mà trong khi mấy cái tình báo CIA này nọ, đây một cái information 1 triệu đô đúng không? Con coi phim đi. Information rất là quan trọng trong đời sống chúng ta, đó là information của đời thôi. Có này information là chết sống, sống còn của một dân tộc, sống còn của một cái dòng họ, sống còn của một gia đình, sống còn của một đời và sự nghiệp của một người. Vậy mà chẳng ai mời mình uống Starbucks hết để cảm ơn mình. Bởi vì xuống đây làm thiên tử cũng nhiều thiệt thòi lắm, nhưng mà không dám than.
giống như cái information sư phụ vừa mới cho rất là quan trọng đúng không? Bắt trọng ẹt rồi đó. Bây giờ khách bắt trọng mà đi xuất hiện nữa đi, không có chuyện đó. Ví dụ làm phim giả làm được lần hai lần thôi, giỏi lắm là ông còn một ống trong cái lỗ mũi là cùng. Nghĩa là mấy vị nói là ổng chết, có nghĩa là chết cả cái sự nghiệp. Thì cái đó là mình muốn, nhưng mà mình cũng chưa có muốn ổng chết luôn. Ổng chết luôn mà bắt tô, cổng bắt tô đem chung cộng vô, mình còn mệt nữa đúng không? Cho nên nhiều lúc giống như hồi xưa Bác Hồ mình á, chết năm 68 mà tới năm 69 người ta mới, ô Bác Hồ mới chết, mà thật sự ổng chết cả năm rồi đó. Cho nên cái xác cũng là cũng quan trọng lắm, bán được. Xác thối á, gọi là túi da thối, đạo Phật gọi là túi da thối. Cái túi da thối của Bác Trọng cũng có giá trị lắm. Thì một cái information đó thôi, đáng giá nhiều ta âm tính rẻ rẻ thôi. Cho tôi có bao lì xì được rồi. Mấy đại gia, mấy đại ca bển nó qua đây, qua đây tặng tôi có bao lì xì. Tôi nói ông nào mà sắp bị bắt trọng đốt lò đó, nói bữa nay cái lò lửa tắt rồi, đừng lo, sợ đó, củi đút vô cũng không cháy đâu, chỉ còn rơm thôi. Coi hỏi gì nữa không, lạnh quá mình giọt nha. Hỏi gì nữa đi, hỏi đại diện cho thế giới hỏi đi. Hỏi người ta ở xa, người ta đâu có hỏi tới đây đâu. Theo con, theo sư phụ bao nhiêu lâu nay con được biết về thiên cơ một phần, chẳng hạn như Trung Cộng sẽ nát thành bao nhiêu nước? Năm nước. Dạ. Mình nói mấy năm, mấy năm trước cả thằng Lân Phố xã đầu chọc á, nó còn cười mình á, làm gì có anh Kiệt, tụi nó đang mạnh như vậy. Mày giờ mày tính rồi cái, nhưng mà mình nói mình không có cần phải nhắc chuyện cũ, nói đâu chúng đó rồi sao nữa. Chúng cộng rồi, nước Việt Nam mình sẽ mở rộng ra thành rùa, phải không? Dạ, mở rộng ra thành hình rùa. Tại vì á, nước Việt Nam mình bây giờ có 4 triệu đảng viên, mấy trăm tỉnh. Cái người nguyên thủ quốc gia mới, người ta không có ngu như vậy. Cái tiểu bang của Texas, tiểu bang Cali, nó bự nước Việt gấp đôi. Có một cha neo xanh, một thống đốc thôi. Mình lấy một đầu lương, mình lấy 4,5 triệu đầu lương, mình trả một đầu lương. Một thằng thôi, tại nó nhiều quá, nó dễ ngô lộ quá không? Cần gì là mấy trăm tỉnh. Thì từ đó mình thành lập của mình là liên bang Monpen, tại sao này thù lấy miên luôn không, liên bang Laos, liên bang Miến Điện, liên bang và Quảng Đông, Quảng Tây phải không, liên bang Hồng Kông rồi đại khái gì đó. Thì khi mà làm tiểu bang sau này những cái nước đó nó sẽ lạc hậu lại, nước Việt càng mạnh. Mấy vị nói là từ từ thành hết, nó sẽ thành hình khổng lồ đó. Thưa sư phụ, thì sau đó mình sẽ bước qua cái thượng nguyên. Vậy thì nước thượng nguyên ngoài người Bắc không có hiểu. Tại xưa Đức Thầy chỉ giảng ở miền Nam thôi, miền Trung với miền Bắc không có hiểu sáu quyển kinh thư. Cho nên bây giờ có đám con cháu vô mình, có ngày nó cứ chửi Đức Thầy hoài á, mà nó không bao giờ nó hiểu nó đang làm chuyện gì. Cũng giống như nó đang dò đường xuống địa ngục đó, mà nó đâu có biết. Có ngày nó hổng, nó có cái ban gì á, mình bật cái đài lên, nó năm sáu đứa nó ngồi á, ô sấm cơ lục bát Đức Thầy này nọ. Có ngày cái đem Phật trời ra chửi, rồi tăng bóc Hồ Chí Minh lên. Bữa hôm tuần rồi sư phụ có nói cái clip, cái xác phàm này hiện giờ cũng ít, cũng có người thương, cũng có người ghét đúng không, cũng không có quyền lực ở cái mặt đời gì hết, nhưng mà cái chân thần, những cái chân mệnh, nó có powerful quyền lực.
tất cả những thần hồn mà xấu á đều phải quỳ dưới chân sư phụ để được sư phụ tha cho về trời, hay là mấy ông Diêm Vương bắt đi. Hồ Chí Minh là quỷ, Hồ Quang mà nó làm tan nát cái nước Việt. Con nghĩ Hồ Chí Minh có quỳ dưới chân sư phụ không? Bữa hổm sư phụ nói là thiệt. Vậy mà có nhiều người nói kiếp mày hổn, mày nói bác Hồ quỳ chân. Lời chuyện này nói là thiệt á, tin không tin? Tại vì đã từng kêu ông quỳ rồi. Thôi kể trên mấy mạng chút chứ không thuốc. Cái thân hồn mới là quan trọng, cái xác phàm không quan trọng. Nên nhớ một điều, nếu như bác Diệm mình bây giờ ổng là tổng thống thì quay phong, nhưng ổng chết rồi, ổng cũng là con ma nghe. Ổng được về trời cũng không được về Chúa. Hiện giờ ổng đang ở nhà thờ Phúc Cam ngoài Huế. Làm sao mà biết chuyện đó? Kêu cái hồn tới nói chuyện được. Điều có những cái mà con người chúng ta đó đừng có phạm với thần thánh thì là chúng ta là người khôn rồi. Còn có những người mà vô minh không biết. Bởi vì á, thời mạt pháp hạ quan á, quỷ hành quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên mà vậy đó. Chúng ta là thần tiên mà con thấy một đám AK-47 dư lượng viên nó có nể chứ phụ không? Bởi vì thứ thầy nói chúng á, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên. Đó là thật. Tại kỳ đó kêu ông về ngồi ông kể, ông chửi thằng Đồng, thằng Dũng cũng chửi đủ. Cả ông Trần Đại Quang á thì sư phụ còn ok với ổng. Tại vì ổng cũng hiểu được tâm linh, cho nên lúc mà nói chuyện á, ổng là một cái thằng lính gác cửa của ông miếu của ông Mai Hắc Đế ở Hà Nội. Sư phụ chưa từng biết chỗ đó. Tại vì giàu cho xa xôi nửa dòng trái đất, nhưng mà thằng hồn gọi là tới. Thì ổng đang ở miếu của ông Mai Hắc Đế. Còn ổng nói cái đám con cháu mà nó xây lăng xây gì mà khủng khiếp, ổng không bao giờ ngự ở đó. Cũng giống như sáng Hoàng Trang bên Houston, sư phụ con làm bức tượng của ngài A Hồ, tức là ông thân thần ở Thiên Long Giang á, bự như vậy. Cái thụ thỉnh ổng về nói chuyện, ổng nói trời ơi, nếu mà làm tượng bự quá ngại quá. Tại mấy vị cũng khiêm tốn á, là vì bên kia người ta ngăn nắp lắm, làm tượng nhỏ nhỏ được rồi. Ổng còn nói vậy, cũng y như thân thần của mình trên núi của Thiên Long Sơn. Hồi xưa là sư phụ nói thôi để Thái tử xây cho ngài một cái miếu bự chứ. Nó nói no, đừng làm vậy. Tại vì mấy chư Phật, mấy chư Bồ Tát rồi lâu lâu cha còn xuống mà thấy cái miếu bự quá, ơi mẹ hối lộ hả? Cũng giống như bây giờ bắt chậm mà đi xuống kiếm mấy thứ trưởng, mấy bộ trưởng mà làm gì mà có nhà bự như vậy. Mà thôi, nên mấy vị rất là sợ tượng bự hay là miếu bự nha. Ổng kêu sư phụ làm như vậy thôi. Sư phụ năn nỉ xây bự hoài, hỏi ông Thành bữa nào con kêu ông Thành tới. Những cái năm đầu phụ nhức đầu lắm, tại làm lần á mình biết ổng ở đó, giờ lúc trời mưa mình vô mình ngồi với ổng chơi phải không? Ổng không chịu, ổng nói nhỏ nhỏ thôi, tại sợ bị khiển trách á. Bên kia người ta trật tự, chỉ có thế gian của mình là không có trật tự, là vì chúng ta là ăn đám dịch mà. Dịch nó biết gì, con thử mà để lúa thì nó mổ lúa, mà hết lúa mổ con lũng tay luôn. Thì Việt Nam vậy á. Sáng nói chuyện nhưng mà hồn nói chuyện vui lắm. Nó làm nhỏ nhỏ được thôi, đừng làm bự, thiệt á. Chuyện gì á là coi Long với mấy người bên bản sinh hoạt làm sao. Ô thỉnh Ma Hồ về. Rồi ngồi ổng kể bển, đứa nào làm chuyện gì ổng kể. Nhưng mà thường thường á, ổng hay chơi với ông thân thần của mình ở đây. Tại hai ông bây giờ là bạn rồi phải không? Thì đó là lý do tại sao dù hay ngồi chỗ cái ghế mà, đó. Là mấy gì cũng về đó ngồi quy tụ đó. À, xe tăng đó, xe tăng thời đại. Chỗ nó kêu lớn vậy. Vậy thưa sư phụ, lúc bấy giờ sư phụ là vua của nước Việt rồi, thì cái nước Việt của mình có bị
áp đảo bởi cái nhóm 11 đại gia của thế giới này không? Nhìn nó này hơi đụng chạm quá ở những khác. Hồi hộ làm vua hay không á, hiện giờ đã là vua. Tại tối sư phụ lên giường ngủ, cái hồn thụ về núi cấm, ở dưới lòng đất sư phụ có một cung vàng điện ngọc, là đã là vua rồi, trong cõi vô vi rồi. Còn cõi thực tế là mình phải tập để coi chúng sanh có phước hay không. Còn sư phụ làm được gì cho nước Việt và cho cái thế giới này không? Coi cái nước Việt có đủ phước hay không? Còn đối với sư phụ, nó chỉ là một trái đất này, một nước Việt là một hạt cát, trái đất là một cục đá trong một cái sân đá. Mấy vị nói vậy, cái chân mệnh của sư phụ là rất là lớn ở trong cái vũ trụ. Nhưng mà vì, chỉ vì nước Việt có một cái đạo của cha ban xuống để mà sau này thống nhất tất cả các đạo, để mà cho những cái thần hồn trong tương lai và mấy nghìn năm sau xuống đây dùng cái đạo thiên tâm để tu tập, để thăng tiến về trời, để làm những vị Bồ Tát tốt, những vị tiên tốt, những vị thần tốt, là nhờ cái đạo thiên tâm. Bây giờ nước Việt ngày mai á, có một cơn gió thổi bay mà không có cái đạo, đưa Bác Thọ, đưa mấy ông Việt Nam Cộng Hòa này về để tam đi, nó còn tan nát hơn là cái mấy đảng viên này á, con có tin không? Để nó thù nhau hô lộ tiếp, đúng không? Cho nên cái đạo nó quan trọng hơn cái thể chế của cái thời đại này. Mà tự nhiên nước Việt có đầy đủ phước báo là có cái hộ tái sanh và có tiếng nói từ thiên đình chiếu cố. Tại sao nước Mỹ không có những cái câu chuyện này? Chỉ có những cái người có điển sơ sơ rồi nói chuyện này nọ thôi. Tại sao cha chỉ cho một người trong 8 tỷ người đầu thai, mà sư phụ không đầu thai làm Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ đi, mà đầu thai ngay nước Việt? Tại sao Đức Thầy phải đi truyền giảng đạo Ngũ Đại Truyền Thừa 300-400 năm? Tại sao ông chặn trình 500 về trước? Ổng không ở bên Tàu đi, ổng nói vô nước Việt. Ổng là Khương Tử Nha, là từ vì mấy vị đã tính cơ trời đi hàng nghìn năm. Cho nên trước khi mà dồn vào nước Việt để mà lãnh một cái nhiệm vụ trọng trách của cái thời tận thế này á, thì những cái vàng giá nó phải đi trước. Tại sao đạo Cao Đài không ra ở bên Miên, bên Thái, khi mấy nó đừng gõ cỏ cọc, hay là bên Mỹ đi? Tại sao đạo Hòa Hảo không ra những cái quốc gia khác mà lại ra ngay miền Tây? Con có hiểu không? Thì cũng là để mà dọn đường cho thiên tâm hôm nay đi. Xuồng, gió giọt, tâm bản, ghe xịp, ghe chài á, đưa người vượt biên. Nhưng mà cũng phải có những cái đạo, những cái chuyện quyền bí, thiên cơ đi trước, để cho hôm nay có đại đạo cuối cùng đi sau. Thì cũng y như là Đệ Thất Hạm Đội, khi đi trước thì có những hộ tống đi trước, rồi trục thăng, rồi máy bay, rồi nó bay vòng vòng vậy đó. Tại sao bây giờ con thấy nước Việt á, chỗ nào cũng nhập đồng, rồi điển, rồi tùm lum, nó không có lọn cào cào như nước khác đi? Là vì chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ á. Chỗ nào có thiên tử thì cũng có 100 thằng thiên tử giả. Con thấy biết bao nhiêu người giả thiên tử không? Mà nó có làm gì được cho nước Việt không? Nó có biết nói cái gì đâu. Mấy người sau này học máu chết hết. Hả? Mấy cái giả nó không có hành trì cái pháp môn Đà La Ni giống như sư phụ dạy con hành ở đây. Giả thì bên tà đó cũng là, họ cũng là thuộc dạng gọi là thiên lý thần, tà thần đó. Họ cũng vào những cái xác này xác kia để lập đạo này lập nọ. Rồi cái những cái người đó vô minh, họ bị cuốn theo cái đó. Đạo thiên tâm sau này sẽ là một đại đạo trong tương lai. Thì đó là có những hiện tượng nước Việt có nhiều sấm cơ, nước Việt có nhiều mỏ vàng, mỏ ngọc,
nước Việt. Hôm nay có thiên tử tái sanh vào nước Việt. Rồi nước Việt có một người dị hợm lạ thường, làm những chuyện bất thường, nói những chuyện bể lỗ nhĩ khó nghe, phải không? Đấy, người hiểu thì người ta giật mình lo tu, còn người không hiểu thì gãi đầu cười chơi. Nói âm tự đường đi chưa tới, nên nửa đường kẻ dãy người, kẻ rẽ người khinh, thì sư phụ là vậy. Thì lo âm tự chưa tới mà sắp tới rồi. Lo âm tự đi chưa tới, thì cho nên có giữa đường có kẻ rẽ người khinh vậy đó. Mà đến tới rồi muộn rồi. Bởi vì hữu thường á, con trâu trâu khôn á thì uống nước trong, trâu ngu thì uống nước đục vậy đó. Việt Nam đa số bây giờ nó bị nhồi sọ 50 năm, con nghĩ nó uống nước trong mà nước đục nhiều. Người nào mà xúc phạm, nghĩa là đi ngược lại với thiên cơ, đi ngược lại với ý của trời á, ở trên cho 3 lần cơ hội thôi. Là thứ tư là bị mất cái phước của đời này. Cũng giống như thi rớt 3 lần rồi con đâu được thi nữa. Ngồi ở đây cũng lạnh quá ha. Mình cũng ngộ trong một ngày, thấy không? Hòa thượng Thích Thắng Quang tịch thì sư mới đem cái clip năm 2017. Ngài có rất là thần thông. Thần thông nghĩa là tiếp xúc được với Phật A Di Đà đó. Và ngài cũng là trưởng lão của những tăng đoàn ở Mỹ, cũng là chức sắc cao. Thì lúc đó một buổi sáng sư phụ nhớ, ông gọi xuống hòa thượng nói siêu, gọi sư phụ nói sẽ làm cái buổi lễ quán rảnh này. Sư phụ ai nói với hòa thượng là mình làm đi. Tức là ông ngồi thiền, ông nói chuyện với Phật, Phật kia ông làm vậy đó. Để mà mở cái wifi, cái password cho sư phụ. Ông giống như IT, đúng rồi, được IT. Người set cái internet cho sư phụ để mà liên lạc về trời. Rồi đại khái như có ngày hôm nay sư phụ chị được bệnh, rồi này nọ, hiểu không? Còn bảy dòng hồ quang của sư phụ là tự nhiên nó có rồi. Thì ổng là IT mà set up password. Thì cái buổi lễ quán rảnh đó là chỉ có vua và chỉ có những người con trời mới làm cái lễ đó, người phàm không có làm được. Mà lâu nay thụ đâu có nói với ai mà cũng đâu có đưa cái hình ảnh đó ra. Tại đưa ra ổng về mặt đời á là ổng là ngài, tôi quên, xin lỗi ngài chứ không phải ổng, tại nó chuyện quên. Tại bữa kia á thì mấy ông HO thì thụ dùng ổng, ổng với mấy hoa ô, cờ vàng bay thọc đỏ, ca bản Việt Nam tôi đau, rồi đại khái là hơi chính trị bữa đó. Cũng cùng ngày đó cái thời Thượng Thắng Quang nó cũng nhảy qua đạo. Tại phân nửa này là đời, phân nửa này là đạo, đúng không? Nhưng mà nó lộn xộn cùng một thời điểm cho nên ổng ổng ngày ngày rồi. Giờ mình bây giờ bớt, bớt chính trị lại đi, bớt đời, dạ, ngày. Cái ngày mới kêu làm buổi lễ đó thì Thu cũng làm. Rồi những cái design mà cái kim bài đó là ngày kim sư phụ là design đúng như vậy. Đấy mà gọi là thông thiên. Thông thiên mạnh hơn, đúng không? Giống như wifi xưa nhà này chỉ đứng ở đó nó có wifi mình mới được. Còn bây giờ mình đứng tuốt ngoài sân này nó cũng có wifi luôn á. Thì giờ cái sư lực mạnh lên vậy đó, hiểu không? Thì cái buổi lễ đó rất là quan trọng. Nhưng mà ngộ là bên Đại Thừa họ không bao giờ chấp nhận cái Thượng Đế nha. Vậy mà ổng á, ngài á, ngài Hòa Thượng Thắng Quang, Hòa Thượng Thắng Quang á, là lại cha lại mẹ con coi cái video đi. Đó không? Cho nên cái video này mà ra, không biết mấy thầy ở bên Việt Nam không biết nghĩ gì nghe. Không biết nói Hòa Thượng làm sai hay là Hòa Thượng làm đúng, hay nói ổng tà nữa, ổng tịch rồi. Ổng đi về trời với Phật A Di Đà rồi.
Tại vì mấy ông thầy này, mấy ông thầy nhỏ đó, học không có tới, mà cũng không có chịu dự cột mà nghe. Còn người ta đó là hòa thượng, người ta đã đắc chứng rồi, ổng đã đắc chứng, ngài đã đắc chứng rồi, thì ngài mới biết được chuyện trời đất, mới biết được vô hộ là ai, ổng mới làm cái đó. Chứ ai mà dí súng như đầu ổng được, trời, mấy ông này ngậu lắm rồi. Cả đời ổng không có cái chùa, ổng đi lang thang vậy đó. Chỉ có mấy ông thầy quốc danh tu không có tới, thấy tiền với gái thì mấy chùa bự tượng to. Ngày đâu có gì đâu. Thì đó hòa thượng Thích Thắng Quang thì cũng gọi là ân sứ. Đúng cần, không phải một mình sư phụ làm được. Những gì rất là lỗi lạc. Nhưng mà lỗi lạc đó, một cái giai đoạn nào, người đến một cái giai đoạn đó, những gì đó cũng bị đời đó, lôi kéo, cũng làm sai, cũng khó nữa đó nghe. Hôm nay sáng kể chuyện ông sư huynh bị phụ mắt đó. Cầm cái quạt để đến lúc mà mấy vị trừng trị nghe, hết đời luôn. Cho nên mấy vị mấy hòa thượng bên đại thừa đó, họ biết, họ đều biết. Cả hòa thượng Tịnh Thông ông gì tịch đó, cũng nói thượng đế là sanh ra tất cả nhân loại, là một cái đại thần hồn, đại chân linh, chúng ta là tiểu. Thì ngày qua Ấn Độ, thì ngày quá chiếc thân Phật Thích Ca, ngày qua bên bên Trùm Khang, bên Ả Rập Saudi Cập nữa, thì ngày quá kiểu Mohammed, rồi ngày Công giáo, thì ngày Đức Chúa Trời, nhưng mà cùng là cha mình, thì ngài cũng là thừa nhận cha là lớn nhất mà, là hòa thượng Tịnh Thông. Ông có cái clip ông nói đứa nào mới bỏ lên, thì bây giờ cũng mới nhi thuận nó có 36 ông trời, cha là lớn nhất. Thằng nó ông trời nào phải nói cho rõ nghe. Ông Biden cũng là tổng thống, ông Trump cũng đã là từng tổng thống, thì ông nào danh từ thôi. Cái thế gian mình cái danh từ rất là thiếu thốn, cho nên không có thể nào mà nghĩ cái số lượng đông của đại thừa, nghĩ mấy thầy hiểu tới đó là phán cái đó là đúng. Cả Phật Thích Ca ngày xưa bốn mấy năm truyền đạo cũng nói chỉ là một nhóm lá, chứ Phật Thích Ca cũng không có nói hết cái rừng lá nữa. Ở trên cái niêu này có cái cờ, phải có cái dấu ấn, cái ngọc ấn nó thuộc có ba cục. Trên cái ngọc ấn đó nó có chín rồng. Thì hiện bây giờ cái ấn này nó phát quang ra nguyên cái bầu trời này nè. Mấy vị tiên trời, mấy vị Bồ Tát sẽ xuống về đây ăn Tết chung với mình, thì mấy vị đến đó để đảnh lễ cái ấn đó trước. Ấn đó. Còn ở trên cao nữa đó thì có cái cờ hiệu của Thiên Tâm. Cờ hiệu thì nó lưu truyền nhiều nghìn năm, nhưng mà giáo chủ đời thứ hai thì cái ấn ngay đó, ngay giữa. Và cái niêu này cũng quan trọng lắm. Mấy vị về, mấy vị không có vô chỗ gói bánh tét hay là đến chỗ đó, hay lên sân khấu, mấy vị về ăn Tết rồi tới ngay cây này đảnh lễ trước, rồi lúc đó mấy vị cũng đi vòng vòng chơi chung với mình. Người trên trời cũng như người chúng ta là người trái đất. Ngày mai chúng ta chết, chúng ta là người trên trời, giống như má Hành Trinh mấy năm trước là người trái đất, ba của ông Trang cũng là người trái đất, hôm nay là người trên trời. Thì mấy đệ tử này nếu có phước thì bữa nay ngồi nghỉ bàn này, ngày mai là người bay bay trên trời rồi, đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ có hằng cái không có đủ phước, người bò chạy hay nhảy ở trong rừng Africa thì có cái phước mình không tới. Còn nếu mà thiếu phước nữa thì làm roommate với bác Hộ ở tầng 36 làm bạn.
Chúng ta là người ở cõi Quan Âm Thiên Phúc, thì chúng ta từ ở nơi nào khởi xướng thì chúng ta về nơi đó, chứ không có đi lạc được. Có nhiều người hỏi mấy ông đảng mà bự bự á, nhưng bữa hôm giờ nhiều người bên đó mất lắm á, nào là bác Võ Kiệt, bác Trần Đại Quang, rồi ai nữa, nhiều người mất lắm, rồi đi đâu, bây giờ hiện giờ mấy người đó đâu, bây giờ xuống địa ngục thế đâu, chưa có ai mà được về trời hết. Tại vì đã là đảng, đảng là có chữ D là địa rồi, địa ngục. Và đồng thời cho thường nói cái này là thiệt luôn á, mà nó không phải chính trị hay là xỉa sói nghe, hay là nói không đúng sự thật. Cái lăng của ông Hồ Quang ở Long Ba Đình á, là xui cực kỳ, nó trấn ém ở đó. Cũng giống y như là con đi một cái đám ma của một người nào trong nghĩa địa về đi, mình bị nhức đầu, say sẩm là âm khí của mình. Mà người thường nào mà đi dạo một vòng trong thăm bác rồi là nguyên cuộc đời không bị đốt củi đốt lò, cũng bị sức càng nghỉ gọng, gia đình tan nát. Còn những cái lãnh đạo mà thế giới mà đi thăm lăng bác một lần về, thế nào cũng bay chức hay là cũng có chuyện. Tại vì xui tức là xui. Ê, con có xịt dầu thơm kiểu nào nữa mà con đi nghe cái nhà xí cái là cũng cái mùi dầu thơm mất tiêu. Bị ém rồi. Tôi thấy trời nó đen thui vậy á. Có thể đâu mà đi thăm viếng. Tại vì cái thế giới vô hình người đời không bao giờ hiểu nổi. Còn người khôn á, từ xưa tới nay đa số mình nghiệm lại đi. Ông vua chỉ cần một người thôi, Gia Cát Lượng. Ông cũng tâm linh, Lù Bá Ôn cũng tâm linh, phải không? Rồi Khương Tử Nha. Tức là một người của mà hiểu gì xuất thế gian á, là có thể làm cố vấn cho vua an bang tại thế. Chứ có bao giờ vua sử dụng người thế gian đâu. Suy nghĩ đi. Tại sao thời nay mấy ông không hiểu gì? Cái trí tuệ thế gian nó khác, khác hơn trí tuệ xuất thế gian gấp ngàn, gấp vạn, gấp tỷ lần. Khác xa lắm. Giỏi mấy ông lãnh đạo, lấy 10.000 đô, lập lên cái cơ xưởng cả tỷ đô giờ đi. Rồi khi có tiền rồi không có chịu xài, cứ đem ra lo cho cộng đồng đi. Mấy ông làm được không? Ở đây mấy thằng tỷ phú ở đây làm được không? Chiêu Ly Song Quýt hay là những nhà ở đây Hoàng Kiều làm được không? Dễ nhí một đống thì có. Khi có tiền con người nó khác lắm. Có tiền mới biết ai là ai. Còn không có tiền, ai cũng hiền hết trơn nghe con. Ông tin nó con đi cưới một chồng hay cưới một vợ mà nó lúc mà nghèo chúng ta từ cơ hàng đi. Khi chúng ta có tiền rồi, chúng ta là kẻ thù nhau, vợ chồng á. Cứ nghĩ phần của mình 50 là là muốn tách riêng để cho tự do xài. Rồi muốn cho ai cho. Còn để chung với thằng chồng hay để chung với vợ á, không có cho anh em, không có xài riêng được. Làm gì ông cũng nhằn, làm gì bả cũng nhằn. Có người nó có cái đó. Khi không tiền á, thà không tiền hạnh phúc. Có tiền rồi không có ai có hạnh phúc. Đó là lý do tại sao mấy ông thứ trưởng bộ trưởng đại gia Việt Nam mà khi làm một đống tiền ngoài đường cái đem về cho vợ nó đi vô mấy cái động của mấy thằng Africa, mà nó có mấy cái động giống như với mấy thằng boy mà đứng đường á, giờ nhiều lắm. Tại lúc đó có tiền thanh tật mấy bà Việt Nam á, mấy bà đại gia, mấy con có thấy cái đó nhiều lắm. Mạnh anh thì anh đi kiếm chân dài, mạnh em thì em đi kiếm trai đứng đường. Thì cái đồng tiền nó sẽ làm cho người thay đổi như vậy. Cái xã hội như vậy. Cuối cùng xã hội chẳng có ra cái hệ thống gì hết.
Rồi những đứa con nó lớn lên nó thấy vậy nó cũng chán, nó bắt chước theo. Chúng ta muốn con cháu mình thành tài, làm người ngoan hiền, lỗi lạc, giúp đời, giúp đạo, giúp quốc gia, giúp tổ quốc, thì chúng ta phải đi một con đường đứng đắn đàng hoàng. Thì con mình nó đi theo cái đường mòn. Có bao giờ thấy con heo mẹ hay cọp mẹ hay chó mẹ mà nó đi đường này rồi con đi đường này đâu? Nó đi theo chân mẹ nó không. Cho nên chúng ta phải làm gương. Bữa hôm có nhiều người hỏi, giờ tôi muốn con tôi sao nó Mỹ nó, tôi nói nó không nghe lời. Rồi nó lì, nó cứng đầu, nó có ngày nó trong phòng, đóng cửa phòng, bây giờ phải làm sao anh Kiệt? Ủa, thì anh phải làm sao đi? Tức là mình phải đi về núi, mình lại tượng Phật, rồi mình biết anh hùng dân tộc, thì con mình biết anh hùng dân tộc. Còn mình không về núi, mình không lại tượng Phật, thì con mình mãi mãi nó không biết mấy cái này. Mình không có chịu đi tham dự mấy cái buổi lễ phong tục Việt Nam như Tết như bây giờ này, thì con mình mãi mãi nó cũng chẳng có biết cái Trung Thu là gì. Thì mình làm gì con mình nó biết cái đó. Ok, hỏi gì nữa không? Lạnh quá à. Giọt nha. Bữa nay mình nói chuyện không có đề tài, mình chỉ là ngồi đây để cho mọi người chấp dẫn thôi. Thưa sư phụ, cho con hỏi một câu tò mò nha. Mời cái tò mò đi. Chuyện này không có gì gọi là bí mật hết. Bật hết rồi. Bật mí hết rồi. Mà nếu sư phụ muốn trả lời thì hay không là tùy sư phụ. Mà sư ai nói điện. Sư phụ đừng có rầy con nha. Lòng vòng quá. Làm sao sư phụ biết được một cái người nào như là gọi là căn cốt đó, sư phụ dùng cách nào vậy? Câu đó cũng mà đi vòng vòng mất mấy giây của người ta. Hồi nãy giờ mình có nói trong 513 câu có nói phải đi về thiên đình lật sổ của thái thượng lão quân. Ở đây có nghe 510 câu. Người thế gian mà nhìn mặt là biết cốt, người đó nó xạo, đóng mò thôi. Còn chuyện này nói là chính xác 1 triệu trên 1 triệu%. Chỉ có trên trời thấy Thượng Lão Quân không có cuốn sổ, đi về lật sổ ra đọc thì biết. Cúc tiên, cúc tiên, cúc cúc gà, cúc vịt. Hả? Mấy nào vậy được hả? Thì con cứ giỡn mặt với Phật trời hoài đi, con về được. Con nói thật mà, con nói làm cách nào để đi được về để làm sổ. Chìm. Tức là con thấy không? Theo sư phụ cả chục năm vẫn chưa tin sư phụ là thiên tử. Mình đã nói phần nữa là mang thân người ăn uống đất nước gió lửa là phân nửa, phân nửa không phải là con người. Cho nên mỗi đứa đệ tử phải nhìn sư phụ chỉ phân nửa để giống mấy con thôi. Phân nửa sư phụ không phải là người. Người chỉ có một cái hồn nằm mơ nằm mộng rồi ú ớ ban đêm. Còn thiên tướng kiệt này á, ngủ á, là đi làm việc khắp vũ trụ á, chiếc thân cả trăm cả ngàn người đi làm việc thì có giống con không? Thì tại sao không lật sổ được chứ? Có con người nào mà có bao nhiêu, có rất là nhiều mấy vị rồng hộ mệnh không? Đi tìm trên thế giới này đi. Bây giờ ông Trump ông có mướn bao nhiêu hàng tỷ, hàng chục tỷ cũng chẳng có nữa. Chứ vậy mà cũng hỏi. Thì đó, thì giờ đã chiếc thân thì đi về núi Cấm làm vua được, thì đi về trời được. Trời thì con cứ chọc con của ông trời tối ngày đi, con về được. Tại vì sư phụ về trễ thì cũng buồn lắm, lo con theo để mà chọc. Chứ trễ không có con thì cũng buồn. Có một đứa trong nhóm mấy đệ tử hỏi sư phụ,
Nếu sư phụ không có xuất hiện ở thời đại mạt pháp tận thế này, nếu sư phụ không phải là người có lãnh sứ mệnh, giống như một đại đội trưởng của Navy SEAL của Thượng Đế nhảy xuống đây để lập đạo để cứu đời, thì chúng con có hiện diện ở quả địa cầu ngày hôm nay không? Sư phụ nói dĩ nhiên là không rồi. Có nhiều đứa nó hỏi câu đó, là mấy con cũng không có ở đây nữa. Từ gì mấy con xuống đây không có sư phụ mấy con làm việc gì? Chẳng lẽ vũ neo suốt đời hả? Chẳng lẽ đi kiếm chồng đẻ con cho nó, rồi đến lớp con lớn lên rồi nó hách nguý mình, cái mình buồn cái mình vô nhà dưỡng lão mình chạy chết hả? Không có quay tham chỗ đó. Cho nên có nguyên lực xuống thì xuống cùng một lúc vậy. Đó là lý do tại sao gần mười mấy năm trước mẹ nói, khi mà con mua núi, sau này những người hộ pháp của con sẽ gom quy tụ về. Thì mấy con cũng đa số là hộ pháp. Ở ngoài kia 8 tỷ người, nước Việt có 100 triệu người. Có ai mà hiểu sâu, hiểu thì về phần thiên tâm, giới luật hay là kinh điển, cây đuốc thì thôi đã trao trên mạng rồi. Nhưng mà hiểu sâu nữa, hiểu luôn cả cái chuyện mà cái dễ rồng bị ngứa mà nó lên nó kể mà nó bị sách bất sân ban cả ngày trời. Có ai hiểu? Tại người xa người ta đâu có gần để mà cảm nhận, để mà chứng minh, để mà biết những cái chuyện này nó so real. Hồi nãy vừa nói chuyện xong, kêu mấy tiên tới, rồi bắt đầu cả đống đứa mới gọi nhỏ này lên để mà làm chi. Rồi lúc đó mấy vị mới kêu ok rồi, giống như uống ly rượu giảng quà vậy đó. Mà nó con gái nó uống không được. Con thấy so real không? Nó là thiệt. Nhưng mà người ở xa soi, những hội thiên ở xa cũng chưa có chứng minh mấy cái đó. Giống vậy nè, bữa sư phụ đứng ca, mấy vị tiên trời xuống đứng đây nghe mà. Có đứa chụp hình thấy đó. Không tin nha, Tết này sư phụ có ló diện. Chứ sư phụ mà đứng đây ca, mấy vị ngồi đứng đây nghe. Tại chảnh sư phụ xuống đây, mấy vị cũng nhớ sư phụ. Xuống đây ca, mấy vị cũng xuống coi. Khán giả vô hình. Để cho mấy con hiểu được cái ý nghĩa là hôm nay mình có duyên ngồi đây là một cái đại phước. Đứa nào mà biết được thì trân trọng, gán giữ. Có một cái đại gia đình thương nhau. Ở trong này không có vụ lợi đúng không? Bốn quy tắc của sư phụ dạy. Không có hỏi chuyện cá nhân, không có chuyện quá khứ. Tôi cũng cần biết là đảng viên hay HO. Đảng viên tôi cũng nhận đệ tử. Mà HO kiểu bắt họ mà chống cộng mà biểu tình cũng nhận đệ tử. Nhưng mà vừa hai thằng ra đường á, nói gì nói mà trước mặt sư phụ không có được nói. Đúng không? À, mình cũng có đệ tử HO, cũng đệ tử đảng viên quá trời luôn. Ở đây là vậy á. Rồi vô đây nha, thứ nhất, không có chuyện quá khứ. Cái quan trọng không mượn tiền nhau nữa không? Thứ ba, không giận nhau quá 3 ngày nghe. Thứ tư, là... đó thì 3-4 người tắc đó. Không giận quá 3 ngày. Còn có một cái nữa. Cửa Thiên Long Sơn lúc nào cũng mở. Đã là họ thiên là họ thiên suốt đời, đã là đệ tử thiên đến kịp là thiên đệ tử suốt đời. Mẹ nói ở phương xa không có gặp con cũng là đệ tử, ở gần thì lại có cái phước lớn hơn. Đó, lúc là mấy vị nói như vậy. Họ thiên á, là trong lúc mà tu tập á, bị thử thách á, thì có đi đâu đi. Ok. Về sư phụ cũng vẫn vui, vẫn happy. Cũng như những đệ tử lớn ngày xưa, những năm cũ, có đi lầm đường lạc lối, nhưng mà sau này về cho cũng vẫn quan nghênh, vẫn mừng. Không phải ai cũng làm sai cả đời. Có người làm sai ngắn, làm sai 3 tháng, 6 tháng, 3 năm, đại khái. Là vì cái ngã của chúng ta vẫn còn. Đâu phải dễ diệt được cái ngã. Cái ngã là gì? Cái ngã là cái e ngại. Chứ N, chữ G, chữ A, chữ I. Cũng là chữ hai chữ đó ngã.
Ngã với ngại là gần giống nhau á. E ngại, e thẹn, mắc cỡ, tự cao, tự kỷ, ích kỷ đều là ngã. Tất cả đều là do là một chữ. Thì chúng ta xuống đây là học hỏi để thay đổi, chứ không phải là sư phụ nói một cái là qua luôn. Có nhiều đứa đệ tử làm sai, sư phụ nói thẳng để cho mà sửa, để được cái cuối cùng rồi á, là được về trời thôi. Còn cái chuyện khúc giữa mấy con có quậy kiểu nào sư phụ cũng không khe, có chửi sư phụ cũng không khe luôn. Nhưng mà khúc chót con phải quay về núi, quay về sư phụ để phụ đưa con về. Đã làm thầy trò cũng tốt công, sư phụ dạy dỗ đó, một hơi một lời cũng là tốn công, sư phụ không có làm miễn phí. Thế nên dầu cho đứa nào có làm lỗi kiểu nào, sư phụ cũng vẫn open up, cũng vẫn cánh ta mở rộng. Đó là lời nói sư phụ. Và sư phụ cũng mong tất cả các đệ tử đối xử nhau như vậy. Chị em có giận nhau kiểu nào cũng phải hòa đồng. Qua mấy tháng mình lờ quên, ví dụ đứa nào không hợp đứa nào thì lớn. Tôi có ở đây có mấy chục triệu họ thiên mà, ở Mỹ mình có 5-7 nghìn người đúng không? Thì mình không nói chuyện với một người, mình nói chuyện với 4.000-9 người cũng được, đâu có sao. Đó là vậy. Là tại vì sao khi mà thuộc về anh em nó có mấy chục triệu họ thiên, rất là đông, và thế giới sau này mấy vị nói là sẽ theo họ thiên chúng ta hầu hết luôn, nó đông khủng khiếp. Khi họ hiểu ra được ở ngoài kia những nhà thờ những buổi lễ lớn ở bên Vatican, các đạo Mỹ nó cũng nhiều đạo, đạo Mormon này kia, nhưng mà cuối cùng là cũng là Chúa không đúng không? Rồi lúc nào kinh điển của họ cũng mong Chúa họ tái lâm đúng không? Tại vì Chúa hứa, chẳng lẽ Chúa hứa mà Chúa quỵt? Chúa đâu có làm chuyện đó, Chúa hứa là Chúa sẽ làm. Chỉ có cái chúng sanh không có nhận ra Chúa thôi. Mà ở đó ngồi trong mỗi cổ đi. Đến khi mà họ biết được rồi đó, Chúa của họ cũng đã đi về chợ anh rồi. Là phải tốn gần 10-20-30 năm sau, rất là muộn. Nhưng mà đời này họ sẽ biết hết. Cho anh nói. Nhưng mà vì cũng ngại, cũng ngã, cũng chấp tướng, họ cứ nghĩ là Chúa phải là người Do Thái. Có nghĩ cha có cho sư phụ đầu thai thành người Do Thái kỳ này không? Đây cái nước Việt, cái nước Do Thái nó đã lệch với cái bản đồ rồi. Do Thái giết người Hamas cũng là tội. Chúa làm gì mà tái sinh để mà để mất lòng cả thế giới? Tuy là nó làm chuyện đúng á, nó giết một đống người đạo hồi. Con nghĩ chuyện đơn giản thôi mà chúng ta không nhận thức ra về tâm linh á. Thượng đế đâu có cho Chúa trở về Do Thái nữa, nó bị ót làm sao? Thượng đế là thương cả trái đất này cùng là một mà. Ai cũng là con của cha hết á nha. Thằng ác cũng là con, thằng hiền cũng là con á. Chỉ có nước Việt á, Chúa mới trở lại. Là vì nước Việt tuy là độc lập, dùng cái danh nghĩa là tự do, độc lập, đuổi Pháp, đuổi Tây, ngàn năm giặc Tàu, trăm năm giặc Pháp, rồi Bắc Nam thống nhất. Nhưng mà cuối cùng á, vẫn là không phải độc lập. Độc lập dưới Hán của thằng Trung Cộng. Bây giờ từ thời Bác Lê Dững, Bác Phạm Đồng mà muốn làm theo ý ổng cũng đâu được. Cũng phải làm theo ý Mao Trạch Đông. Rồi tới thời nay Bác Trọng hay Bác Dũng muốn làm theo ý của Bác Trọng, Bác Dũng đâu được. Cũng phải làm theo ý của ông Tập. Mình độc lập trong sự nô lệ. Cũng giống như con rắn đó, nó nuốt. Nuốt nai tơ. Còn nai tơ thì cứ tung tăng nó cho cái miệng ở ngoài á. Mà nuốt từ từ. Cũng may là hôm nay á, có tiếng nói của thiên đình cho nên nó kéo ông nai ra khỏi miệng rắn. Ông nói nuốt trọng rồi hết nói luôn. Cho nên nước Việt mình từ xưa giờ vẫn chưa bao giờ độc lập. Nên nhớ cái đó. Ngày xưa thời Đệ Nhất Cộng Hòa, thời vua Bảo Đại, Đệ Nhị Cộng Hòa, thời ông Thiệu,
chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị mất nước. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta có thể bị diệt vong. Nhưng mà những năm gần mười mấy năm này, xém chút bị diệt vong. Nó mua dân đồn Phú Quốc, rồi nó đưa Bùi Hiền lên, ô ô, vuông vuông, tròn tròn. Nó diệt cái lịch sử Việt Nam cho mấy đứa nhỏ không biết gì. Rồi nó đưa một đống chất hóa học vô. Bây giờ con thấy ăn cái gì á, Việt Nam cũng bị ung thư hết. Là gì? Mưu mô diệt chủng. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ chúng ta bị mất hoàng sa. Người ở miền Trung á, lúc nào cũng có biển rộng phì nhiêu, không bao giờ khổ. Mà hôm nay mình đi đánh cá trên biển mình cũng bị nó đụng tàu. Đâu phải biển của nó đâu, khi nào mình đi qua bên biển của nó, biển của mình thôi mà mình cũng không có tự do, còn bị nó ăn hiếp. Vì có gọi là độc lập không vậy? Rồi nó đưa bao nhiêu chất độc vô, bia, rượu, bỏ vô, rồi đưa đóng chất hóa học vô. Ô, cái làm gì cũng hóa học. Để trái apple á, màu xanh nó cũng làm màu đỏ. Ăn vô chemical không? Hóa chất không? Còn rau muống, trời, nó đổ dầu, đổ nhất, mọc lên tươi lắm. Ăn vô toàn là chất dầu, chất nát gan, nát ruột. Thì ốc bu vàng hồi xưa miền Tây sư phụ làm gì có chuyện ốc bu vàng. Trời ơi, nó đẻ khủng khiếp quá trời luôn. Bây giờ việc không nổi cho ốc bu vàng, nó ăn hết lúa mình. Thì cũng là do mấy ông lãnh đạo không có ngăn chặn để cho nó đem cái giống nó lai để nó tiêu diệt cái nền kinh tế mình. Còn nó chơi đầu có nội mình, nó chặn mấy cái đập để cho mình đừng có đủ nước cho miền Nam có ruộng lúa thì mình không có làm gì được nha. Nhưng mà mấy ổng lại cho dân nuôi ốc bu vàng, người gãi ra đồng của mình để tiêu diệt mình. Thằng Trung Cộng nó ác vậy đó. Là mưu mô gì? Tự do à? Mưu mô diệt chủng nước mình đó, không biết không? Bây giờ bên Tây Tạng, người ta không có được học tiếng Tây Tạng nữa đó. Nếu mà cứ tiếp tục 10 năm sau, những cái thế hệ nhỏ lên của người Tây Tạng, tuy là nó mang hình giống dáng người Tây Tạng, nhưng mà nó lại không biết tiếng mẹ đẻ của nó. Mình còn phong tục của mình, mình còn cái niêu, mình còn chữ này, mình còn bài xuân này con không về, tức là chúng ta còn nước Việt. Chúng ta còn Thiên Long Sơn là chúng ta còn nước Việt. Dầu cho bên kia như thế nào, nhưng mà hôm nay Thiên Long Sơn, Thiên Long Giang sẽ tồn, sẽ vĩnh cũ hàng nghìn năm, thì nước Việt cũng vẫn còn. Sau này không có sư phụ, mấy đệ tử cứ việc làm Tết. Người Do Thái hồi xưa cũng vậy. Họ sống rải rác khắp năm châu, nhưng mà những ngày lễ của họ, họ cũng tới nhà này nhà kia, họ sống thưa thớt hơn mình. Nhưng mà cuối cùng rồi á, tới một ngày một buổi họ về lập quốc trở lại. Nhưng mà người Do Thái họ có tinh thần, tại vì họ biết là họ không còn một mảnh đất để cắm dùi. Nhưng họ biết, họ tin lời Chúa nghe. Chúa nói, sau khi ta trừng phạt nhà ngươi vì tội nhà ngươi đóng cho ta ba cái đình, nhà ngươi sẽ có quốc gia trở lại. Thì lúc đó những người Do Thái, những cái nhà băng á, nó có một cái nhà băng, bất cứ người nào đi làm về, mỗi lần đi deposit cho nhà băng á, thì ok tôi muốn đô này 10 đô cho quốc gia Do Thái. Thì cái nhà băng á, lấy chích ra, thí dụ con làm lương được 2.000, thì con nói ok, con muốn bỏ công quỹ cho nước Việt 10 đô. Thì giống như Zalo gì mình vậy đó. Hiện giờ là cái gì đó, Zali hả? Gieo ở đại khác, vô nước Việt. Đó, mà con nghĩ 6 triệu người. Mà nếu mà con có tinh thần dân tộc như người Do Thái, mà con làm như vậy liên tục một năm đi, nước Việt mình mấy đại ca đâu có cần mặc áo vest để đi ăn mày đâu. Có hiểu không? Nhưng mà khổ á, là không có người nào đứng lên nói một cái tiếng nói công bằng để cho dân tộc đoàn kết. Gieo á, bây giờ mỗi lần con đi làm một tháng deposit vô 5.000 đô, con cho nước Việt 10 đô có đáng gì đâu, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người ngày nào á, mỗi lần ai vô nhà băng thì làm chuyện đó, con nghĩ một năm bao nhiêu cái quỹ đó nó lên. Chúng ta mua bức luôn cái Đài Loan còn được nữa.
khủng khiếp lắm á. Thì đó là một cái mỏ mà trong 550 cái mỏ mà bề trên đã lo cho chúng ta, đã sắp xếp cơ trời cho chúng ta trong tương lai để mà sau này dựng nước là vậy đó. Sư phụ giàu thì có thiệt, nhưng mà không phải là tỷ phú kiểu mà muốn xài tiền kiểu nào xài. Tại tiền của cha dù xài cũng phải coi có đúng hay sai, phải không? Không có tiếc tiền nhưng mà đúng hay sai thôi. Không đúng một đồng bạc thì vừa không xài. Nhưng mà nếu sau này tất cả 6 triệu người trên hải ngoại, sư phụ nói giống như kiểu Do Thái Thụy vừa mới giải thích, con nghĩ thử, rồi mình xây lại chừng mấy trăm cái bệnh viện khắp cả các tỉnh thành cho miễn phí nha, bệnh viện miễn phí cho dân nghèo, cho mỗi gia đình mỗi tháng 500 đô hoặc 1000 đô, mấy gia đình nghèo mà họ làm không ra tiền đó, để cho nước mình không còn có cái sự gọi là nghèo đói nữa, dùng chữ đói. Thì con nghĩ 6 triệu người có chịu làm không? Dư sức họ làm 5 đô, 10 đô với mấy đứa nhầm nhò gì, đúng không? Nhưng mà 6 triệu người đều làm như vậy hết, nó thành ra một cái thói quen, một cái phong tục. Hiện bây giờ nước Việt sư phụ biết phải có trên 20-30% thuộc dạng đó, dạng là không có tiền, không có biết ngày mai là như thế nào. Bởi vì khi mà chiến tranh mà xảy ra Biển Đông một cái, những người đó là những người chết trước. Phần lại đó gọi là những người hy sinh đầu tiên. Tại vì cái hạt gạo của họ không có cái, không có lon nào hết. Họ sống ngày qua ngày. Rồi bây giờ ngày mai chiến tranh nổ ra, họ không có ra đường được. Cái con chuột mà nhốt ở trong hang, mỗi ngày nó đều ra kiếm ăn. Mà hôm nay chiến tranh đầy đường, không có ai mở tiệm, mở sáng, không có gì để mà dự trữ lương thực. Có phải là họ chết đói không? Cho nên lâu nay sư phụ kêu Việt Nam dự trữ để cho bớt chết đói, là cái số lượng mấy chục phần trăm đó đó. Nhất là người miền Trung á, ngồi trên vùng núi, đói thiệt á, chết thiệt á, khổ là giờ là quá thiệt luôn rồi, nghèo là quá thiệt nghèo rồi đó. Mà đói chết kìa mới là buồn cười á. Trong khi một cái quốc gia sản xuất gạo, năm mùa của anh ở Á Châu, đất rộng phì nhiêu mà để cho dân chết đói, nhiều chuyện vô lý. Nước Việt sau này chỉ cần không tham nhũng, cả quốc gia trong vòng 3 năm sẽ giàu. Là vì họ cần chúng ta, họ cần những cái bàn tay thông minh nhỏ bé để làm những cái AI, những cái gì mà. Ok, mấy đứa nhỏ ồn ào quá, thôi sư phụ ngưng nói chuyện bữa nay nha, để cho mấy đứa nhỏ bàn luận. Hỏi gì nữa không? Không, mình nhường cho mấy đứa nhỏ nó chơi, mà để cho nó bàn luận chuyện của nó. Ai hỏi gì? Giữa bầu trời cũng vui hả? Ok nha, hỏi gì nữa không? Thôi cúp máy nha. Ok rồi, xin tạm biệt bữa nay. Hẹn kỳ sau.